Kính chào tất cả các bác, các chú, các anh, các chị, những người luôn luôn yêu thương Cao Hiền, những người luôn luôn quý mến Cao Hiền. Và trong những ngày qua, tất cả các bác chúng ta cũng đã xem video, các bác đã chia sẻ và các bác đã like và ủng hộ đăng ký kênh cho Cao Hiền. Một món quà tinh thần không thể thiếu, một món quà tinh thần đáng ghi nhận. Và mong rằng trong những ngày tới, bên Cao Hiền Audio cũng sẽ có được nhiều những sản phẩm hay, những sản phẩm chất lượng giá thành hợp lý nhất Việt Nam, để tất cả các bác chúng ta sẽ luôn luôn ủng hộ cho Cao Hiền bằng những sản phẩm, ví dụ như micro sự kiện, micro phòng hát hoặc là micro hát gia đình, đặc biệt là những con đẩy, những cặp loa cũng như là những thiết bị âm thanh karaoke, micro sự kiện mà tất cả các bác trong những ngày qua đã luôn luôn ủng hộ, tin tưởng và theo dõi Cao Hiền. Vâng, và ngày hôm nay thì em Hiền tiếp tục lên những bộ micro lẻ, đã lẻ là xả rẻ, chất đã chất nhưng mà lại còn rẻ tiền, thì tất cả các bác chúng ta xem thật kỹ nhá. Nếu các bác nào mà thấy video hay, các bác nào thấy thương Cao Hiền thì cho em Hiền xin một like, thế là đủ thôi. Ok, cảm ơn tất cả các bác nhá. Cao Hiền tấu hài một chút để cho cái video ngày hôm nay tăng thêm cái độ hưng phấn hơn. Và ở đầu video ngày hôm nay, em Hiền xin được giới thiệu cho tất cả các bác đấy, một bộ micro M88 này. Bộ micro này nó thật các bác là vào đến nơi nhưng mà gọi điện bác không nghe máy. Thôi được rồi. Đấy, đã là bom hàng thì em cũng xả rẻ luôn, em không thèm gọi điện lại nữa. Gọi điện mấy lần mà nó thật bác này, đặt hàng rồi, đặt cọc 200.000 rồi, nhưng mà khi gửi vào đến nơi là không biết bác này có lý do gì, chắc là đi nhậu hết tiền hoặc là vợ chửi do là không cho tiền, cho nên là không nghe máy mà cũng không nhận hàng. Thật sự là rất là buồn luôn các bác ạ. Và em cũng đang cố gắng là gọi lại để trả lại cho các bác cái tiền hôm trước bác đặt cọc mấy trăm nghìn, nhưng mà không biết là bác ngại hay như thế nào, bác không nghe máy. Ok, bóc em ơi. Bộ này là chất lượng lắm đây các bác nha. Đó chính là một bộ micro với thương hiệu là Dinep. Đấy, M88. Một thương hiệu đến từ Đức. Đấy, nhưng mà dòng này thì các bác cứ xem qua đi. Các bác nhìn này. Một bộ micro đóng gói rất là cẩn thận. Thật sự là một trong những người nhân viên của em là người ta cũng rất là chuẩn trong cái khâu. Đấy, đóng gói các bác ạ. Đấy, xốp xiếc kê rất là đàng hoàng. Đấy, kê trên, kê dưới. Và đặc biệt là một bộ micro còn được tặng thêm cả pin sạc nữa. Các bác nhìn thấy không? Đấy, và với mức giá rất là rẻ thôi. Tất cả các bác chúng ta đã có quyền sở hữu một bộ micro rồi. Đây là thợ của em đang bóc ra nhé. Và em cho các bác xem về cái mặt mũi của nó trước. Mặt mũi của dòng Dinep M88 thì các bác biết rồi. Với một cái mặt trông khá là huyền bí. Mặt màu đen. Nó có hai vạch sọc để nó thể hiện cho cái màn hình LCD tinh thể lỏng. Nó nằm ở khu vực phía giữa. Còn dòng này lý do tại sao nó lại giống với lại dòng Pro Show của Nhật. Đấy các bác ạ, là nó có cả đường kiểm âm chuyên nghiệp ở đây. Đây các bác nhìn này, anh em thợ bóc ra rồi. Em mới bóc cả tay luôn đi. Đấy để các bác xem. Ở đây thì nó có cả nguồn này, cả anten này. Đấy, và có cả dây 6 ly nhá. Một bác có cọc rồi nhưng mà gọi điện không nghe máy, chắc chắn một điều là đi nhậu quá chớn hoặc là hôm đấy đi đấm lưng, tẩm quất là quá tay cho nên là hết tiền. Đây, tay micro đây các bác này. Anh em nhìn thấy không? Tay chân rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Dòng này có gia tốc, có tự ngắt. Và bây giờ thì em Hiền sẽ cho các bác xem qua về cái nội thất của nó để cho các bác cảm nhận. Thì nói tới, nói lui. Đấy, không biết Anh, Pháp, Đức ở đâu em không biết. Nhưng mà dòng này của nó lại khẳng định luôn các bác là nó được sản xuất tại nhà máy của Đài Loan SHUU575. Thì đối với thương hiệu này em Hiền cũng đã giới thiệu vô cùng nhiều rồi. Không phải một lần, hai lần đâu. Đấy, dòng này thì nó mên mạch của nó rất là đẹp, rất chi tiết. Và dòng này thì nó không đóng cái hộp sóng các bác nhá. Không đóng hộp sóng thì đồng nghĩa cái việc là các bác sẽ nhìn thấy cái nhân sóng ở bên trong. Đấy, một nhân mà nó chạy sóng AB. Và trước đây nó có một cái vỉ mạch để hỗ trợ chống hú cũng như là lọc tiếng ở đây. Nhưng mà những cái đời khoảng 2016, 2017 thì nó có. Còn con này của nó đời 2019, đời 2020 thì những cái hệ thống vỉ mạch này nó đã bỏ đi và nó sử dụng những con chip 4558. Đấy, cũng như là một hệ thống chip xử lý DSP nó nằm đây. Vì mạch của nó thì trông rất là cụ thể, rất là chi tiết. Và các bác có thể nhìn thấy là đây là phía sau đây. Phía sau thì nó có cả jack Canon, cả jack 6 ly, hệ thống com tinh chỉnh đầy đủ, mã cốt, mã vạch đầy đủ. Một bộ micro Dinep M88, một thương hiệu đến từ Đức, có đường kiểm âm chuyên nghiệp. Đấy, gia tốc, tự ngắt sóng cực kỳ là tốt. Anh em có thể mua về đi làm show, đi làm sự kiện, hoặc là các bác hát gia đình, lắp phòng karaoke thì em phải dùng một từ là hết thuốc luôn các bác nhá. Tay chân là nó sẽ có cả chống lăn, chống sốc xịn như thế này. Đấy, và với mức giá bao tiền đấy nhỉ? 1.750.000 đồng thôi các bác ạ. Dinep M88 gia tốc tự ngắt, tiếng cực kỳ là hay. Cho các bác xem qua đây, dòng này là dòng đuôi chuột. Đấy, và với mức giá này em bảo hành 3 tháng, hỗ trợ trọn đời, có tặng thêm pin sạc và bao ship cho tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc. Đây các bác nhìn này,
côn của nó đây các bác nhá. Côn của nó rất giống với lại dòng côn Bayer, nhưng mà tiếng của này nó rất là hay. Dòng này có nó dòng đuôi chuột các bác ạ. Đương nhiên là hàng bãi thì ví dụ như nó có sức sát nhẹ thì anh em thợ dọn dẹp, vệ sinh để làm sao một bộ micro tốt tát lại nó đẹp, nó xuất sắc như thế này, thì các bác cũng phải ghi nhận một cái điều là anh em thợ cũng đã rất cố gắng rồi. 1.750.000 đồng bộ số 1 đi nép. Bộ này là khách hàng không nghe máy, các bác nhìn thấy em Hiền giới thiệu đúng không? Rất ok. Tiếp theo, một bộ số 2. Bộ số 2 đó chính là một bộ micro SA380. Thì đối với con này nó chính là con Bayer, nó chính là con BBS S328 đời cao các bác ạ. Các bác nhìn vỉ ruột của nó đây. Vỉ ruột của nó thì anh em không cần phải bàn cãi rồi. Và dòng này của nó thì có một cái đặc điểm đặc biệt là những dòng đời cũ của nó là quắc xanh, những dòng đời cao của nó là quắc đỏ. Đấy, trên đầu thu là quắc đỏ, còn chỗ này thì nó có một cái màn hình để thay đổi kênh sóng sạch ở đây. Các bác về nhớ là đừng ấn đây nhá, ấn vào đây là nó chuyển đi chương trình khác, là anh em chúng ta lại mất công lấy lại, đúng không? Đấy, SA380 500 kênh. Dòng này thì nó là dòng micro chuyên nghiệp, dòng sóng sánh rất là tốt, tai mic đâu. Đấy, ruột gan của nó thì thật sự là phải dùng từ là rất là đẹp. Đấy, dòng này thì nó có chế độ gò ép, có chế độ tự ngắt sau 3 giây. Tay chân của nó thì các bác nhìn thấy là đẹp rồi đúng không? Thật sự là đẹp rồi. Đấy, một bộ micro nó mang lại cho các bác một cảm nhận là nó chi tiết rõ nét. Đấy, dòng này có là dòng đuôi chuột. Đấy, ruột gan còn mới kính con luôn các bác ơi. Ruột gan mới lắm luôn đấy. Đấy, và côn của nó là dòng côn neo 2 cấp màu cam trắng. Đấy, tiếng rất hay. Đời này của nó là đời logo đỏ. Đấy, vừa nãy thì em vừa vệ sinh một số đồ tay chân cũng có hơi bụi bẩn một tí, hơi mất vệ sinh một chút và cũng phải dùng từ là xúc phạm người nhìn. Rất mong tất cả các bác chúng ta bỏ qua cho em Hiền. Đấy, bởi vì người lao động thì chúng ta không quan trọng ở cái vị trí nào và cũng không quan trọng vào cái giây phút nào. SA380. Đấy, một bộ micro duy nhất em để cho các bác. Đấy, hết rồi đúng không? Bộ này của nó là bộ hàng mẫu. Mỗi lần em Hiền quay video nhưng mà tất cả các bác rất là thích cái bộ này. Bộ này là bộ số 2. Đấy, em để cho các bác với giá chỉ có 1.850.000 nhỉ? 1.800.000 đồng tặng pin sạc cho tất cả các bác luôn. Đấy, giá này thì nó thật là anh em không mua được là cũng chẳng còn biết mua cái gì các bác nhá. Rồi, bộ số 2 1.800.000. Đấy, ok luôn. Đấy, tiếp theo em xin được giới thiệu cho tất cả các bác một bộ micro với thương hiệu là RS. Duy nhất một bộ vừa độc vừa lạ lại vừa dị. Lý do tại sao mà tất cả các bác chúng ta lại biết là con RSQ3 này nó lại hiếm, bởi vì tất cả những cái video các bác xem là các bác không nhìn thấy con này. Đấy, con này của nó là mới về ngày hôm qua lẫn lô duy nhất một bộ. Dòng này của nó là hàng dự phòng của phòng hát các bác nhá. Hàng dự phòng của phòng hát, chính vì vậy mà nó còn mới tinh tình tình. Nó còn mới lắm các bác ạ. Côn kia cái thứ đẹp này, ruột gan đẹp lắm, mở cho các bác xem. Đấy, màn hình của nó màu xanh lá các bác nhá. Các bác nhìn thấy này. Đấy, nó rất sáng, như là nó bị ngược cam mà các bác nhìn hơi khó đúng không? 3 số 6 số. Có báo pin, mặt phay nhôm đen xi. Đấy, khung xương của nó đẹp nét căng. Đấy. Và bộ này của nó các bác nhìn là vỉ tím 100% nhá, hàng xịn nhá. Dòng này của nó thì tiếng tăm rất là hay. Đấy, một số dòng Bayer thì nó chạy 1 nhân, nhưng con này của nó chạy 2 nhân và nó không đóng hộp sóng, vỉ tím. Đấy, con này có tính năng gì đây? Gia tốc tự ngắt đầy đủ luôn tất cả các tính năng. Đấy, không thiếu tính năng gì. Đấy. Đấy, 1.900.000 đồng cho tất cả các bác luôn. Đấy, quá rẻ so với lại quy định. RS sâu các bác nhá. Đấy, Q3 mặt của nó gần như là không một vết xước. Tay chân đẹp, ruột gan của nó đẹp lắm các bạn. Anh em nhìn thấy này. Đấy, bộ này của nó thì thật sự là quá là đẹp, quá huyền bí luôn. Đấy, 1.900.000 đồng tặng pin sạc luôn. Đấy, gia tốc tự ngắt đầy đủ, không thiếu gì. Đấy, giá này thì nó thật các bác là sập tràn rồi, hết lãi rồi, lỗ vốn rồi các bác nhá. Đấy, bộ số 3 RS0Q03, tay màu vàng gold rất đẹp. Đấy, anh em ai lấy bộ này nhanh tay nhanh chân chốt cho em Hiền. Tiếp theo, đấy, xin giới thiệu cho tất cả các bác một bộ 5S. Một bộ micro 5S em còn em tưởng là hết rồi các bác ạ. Rất nhiều các bác gọi chốt bộ này bởi vì bộ này nó đẹp các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy là một bộ micro 5S GT259. Thì các bác biết rồi, đối với thương hiệu 5S thì trước đây nó là một cái thương hiệu Fiesta của Mỹ. Đấy. Nhưng bây giờ anh Pháp Mỹ ở đâu thì em không biết, nhưng mà tất cả người ta đều đặt hàng tại nhà máy của Bayer Dynamic Đài Loan cả thôi. Còn dòng này thì là nó là dòng Bayer vỉ xanh Coban các bác nhá. Bayer vỉ xanh Coban. Đấy, tiếng tăm nó quá hay luôn, và kể cả từ cái chất lượng đấy, thì nó cũng rất ok. Dòng này thì nó có chế độ khuếch đại sóng xa sóng gần, có chế độ là tiết kiệm pin và không tiết kiệm pin. Đấy, và có thêm một cái chế độ nữa, đó chính là chế độ tự ngắt sau 3 giây. Đấy, bộ này thì còn mỗi một bộ nữa, còn duy nhất một bộ thôi các bác ạ, không còn thể kiếm được bộ thứ hai nữa.
Bộ này thì em để cho bác với giá chỉ có 1.550.000 đúng không? 1.550.000 đồng. Đấy, tay chân đẹp mút chỉ ruột gan đẹp. Đấy, dòng này thì nói thật các bác là nó quá ok. Đúng không? Nó quá ok luôn. Ruột gan thì nó có mấy kiểu ruột các bác ạ. Nhưng mà cái xương nhựa thì các bác không quan trọng. Đấy, quan trọng nhất là ruột gan nó phải còn đẹp, côn của Bayer đây. Và bộ này thì các bác nhìn thấy màn hình của nó đây các bác nhá. Đúng Bayer chưa? Đấy, hàng xịn của Bayer Đài Loan 5S. Mỹ mẹo ở đâu cũng là sản xuất tại Đài Loan cả thôi. Tại Đài Trung Quốc cả thôi, nhưng mà dòng này của nó sản xuất tại nhà máy Bayer. Đấy, bộ này thì em để cho các bác với giá là 1.550.000 đồng. Tiếng rất hay các bác nhá. Nhẹ bay tiếng. Đấy, dòng này đặc biệt là nó còn có cả chế độ tự ngắt sau 3 giây nữa. Đấy, tri ân tất cả anh em đăng ký kênh. Đấy, cảm ơn anh em đã like và ủng hộ. Em vẫn tặng thêm một bộ pin với giá 1.550.000 đồng. Quá rẻ. Bộ số 4, tất cả anh em ai chốt nhanh tay. Và tiếp theo em giới thiệu cho tất cả các bác một siêu phẩm nữa. Đây là một siêu phẩm đó nha. Một trong những dòng micro quốc dân đã làm mưa làm gió trong thị trường của Việt Nam trong 3 năm qua. Và dòng micro Biovia 890 nó luôn luôn mang lại cho các bác một cảm giác là sang trọng, một cảm giác là chất lượng. Và dòng micro này giá mới đâu đó tầm khoảng 7-8 triệu không hề rẻ. Và ở đây thì em Hiền chỉ còn có duy nhất vài bộ thôi. Duy nhất vài bộ đã là hàng bãi thì ví dụ như mà có xước sát nhẹ không thể tránh được các bác nhá. Nhưng mà mặt mũi của con này thì khá là đẹp. Đấy, tháo trực tiếp cho các bác xem luôn bộ micro này luôn. Đấy, tay của nó dòng tay titan và côn của nó là côn xịn của Bayer. Các bác nhá, tay titan, dòng này là dòng đuôi chuột. Đấy, và nó còn đẹp lắm các bác ạ. Gia tốc tự ngắt cảm biến chống rơi, cảm biến chống sốc và tất cả những tính năng hiện đại nó đều được tích hợp trên bộ micro này. Đấy, và dòng này thì những dòng 890 thì thường thường người ta sản xuất vào năm 2018 hoặc năm 2019-20 và đa phần đưa vào sử dụng những thế hệ đời cao, bởi vì các bác nhìn cái vỉ mạch các bác biết luôn. Đấy, vỉ mạch thì nó các bác biết luôn, mới cứng cựa các bác nha. Gần như là bộ micro này nó còn mới cứng cựa. Tiếng tăm nó quá hay so với lại quy định. Và bộ micro này em sẽ để cho các bác với giá cực kỳ tốt, rất rẻ, 2.300.000 đồng một bộ micro Bayer 890. Đây, Canon này, 6 ly này, hệ thống jack kết nối đầy đủ, hệ thống com tinh chỉnh. Và con này có tem là được bảo hành vào năm 2019, đưa vào sử dụng năm 2020-2021 luôn. Đấy, quá là đẹp và chất lượng. Đấy, một bộ micro 890 khi gửi đi cho các bác là sẽ có cả chống lăn, có cả chống sốc đầy đủ. Bộ số 5, cảm ơn anh em đã đăng ký kênh, like video, vẫn tặng thêm một bộ pin sạc 2.3 triệu. Đấy, giá này quá rẻ rồi, đúng không? Bộ số 5. Và tiếp theo em xin được lên cho các bác một bộ micro nữa, đó chính là bộ micro Vinamic. Bộ micro Vinamic M60 các bác ạ. Dòng này thì đầu của nó là đầu thu dạng nhỏ các bác nhé. Đầu thu dạng nhỏ. Đấy, rất là thích hợp cho anh em lắp xe ô tô này, xe khách này. Hoặc là rất thích hợp cho các bác này đi làm show, đi làm sự kiện. Đặc biệt là các bác làm đám hiếu, đám hỉ. Làm xong đút vào trong ba lô, quá tiện lợi. Đấy, các bác đi làm sự kiện thì các bác thu đồ cũng rất là gọn. Vinamic M60. Con này là trước mình có M30 nhỉ. M60 ít có lắm. Con này của nó là hàng xịn của Bayer các bác nhá. Hàng xịn của Bayer, con này của nó đời 2020 đời 2019 năm 2020. Đấy, ruột gan của con này thì nó thật các bác là quá ok rồi. Đấy, các bác nhìn thấy không? Ruột gan đây, tay chân đây, dòng này cực kỳ nịnh tiếng. Tay chân của dòng này thì em nói luôn cho các bác là tay zin nhá. Tay zin nó có gia tốc, có tự ngắt. Và tay của nó là quắc cam. Đây, côn đây. Đúng côn xịn của Bayer chưa? Đấy, tất cả những dòng côn xịn của Bayer các bác nhìn đây này. Đấy, côn xịn của Bayer các bác nhìn qua biết ngay. Tay titan này cũng vậy mà tay con này cũng vậy. Đấy, tay zin là các bác nhìn thấy là tay vàng gôn nhá. Dòng này em chỉ có vài bộ thôi, không có nhiều. Đấy, anh em mua về làm đám hiếu, đám hỉ rất là chất lượng luôn. Bộ này thì em đang để cho các bác với giá chỉ có 1.950.000 đồng. Tặng pin sạc em ơi. Tặng đi, khổ quá, nhăn mặt cái gì. Đấy, đây các bác nhá. Đấy, tặng cho các bác một bộ pin sạc, một bộ micro Bayer đuôi chuột. Đấy, gia tốc tự ngắt cảm biến chống rơi chống sốc đầy đủ. Anh em ai chốt bộ micro này nhanh tay nhanh chân chốt em Hiền và tặng thêm một bộ pin sạc nữa. 1.950.000, tất cả các sản phẩm trên giá trên 1 triệu, giá trên 1 triệu đồng em đều bảo hành 3 tháng, hỗ trợ trọn đời, bao ship toàn quốc. Rất mong tất cả các bác chúng ta ai xem video đấy cố gắng gọi điện qua số điện thoại này, bởi vì số này nhiều khi nó quá tải. Đây, cho nên là các bác cố gắng gọi đi gọi lại để chốt đơn. Tất cả các mã, các số em Hiền đã giới thiệu rất là cụ thể. Các bác yêu thương Cao Hiền thì chốt cho em Hiền xin một bộ. Nhớ đăng ký kênh và cho em Hiền xin một like để theo dõi những video tiếp theo các bác nhá. Xin chào.